Dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, do nhu cầu di chuyển đến các địa điểm du lịch lớn nên lưu lượng máy bay lưu thông cũng tăng cao. Vì thế, các đơn vị trên địa bàn đều duy trì nghiêm túc, đúng, đủ quân số và phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần canh giữ vùng trời bình yên. Ghi nhận những ngày nghỉ lễ tại Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không Không quân. Ngày nghỉ, nhiều người sẽ quây quần quanh những mâm cơm liên hoan với bạn bè, gia đình và người thân. Còn ở đây, bộ đội cũng quây quần, nhưng là trên những mâm pháo, luyện rèn để luôn sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh, nhất là canh trực cao điểm dịp nghỉ lễ này. Trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn sẵn sàng về vị trí trực trên mâm pháo khi có lệnh và xử lý tốt các tình huống. Trong quá trình lập đàn, chúng tôi thực hiện đúng yêu linh động tác cơ bản, chấp hành nghiêm quy tắc đảm bảo an toàn, đảm bảo nhanh chóng và chính xác. Mỗi khi trận địa tên lửa có báo động, thì thao tác của mỗi vị trí trong kíp chiến đấu không cho phép có sự chậm trễ. Từ kíp đài điều khiển, kíp radar, kíp chiến đấu khẩu đội, bệ phóng đều thi đua vào vị trí sớm nhất, chính xác nhất, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh của người chỉ huy. Đơn vị đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan nhân sĩ trong đại đội về mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch chiến đấu của cấp trên, bảo vệ các kíp sẵn sàng có điểm và tổ chức luyện tập các phương án đến đích đối chấp đường không, các phương án đến đích bảo vệ trận địa để bảo vệ vững chắc mục tiêu được giao. Dự báo trước nhiệm vụ của đơn vị trong dịp cao điểm nghỉ lễ dài ngày năm nay, Sư đoàn 375 đã chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, cụ thể từ sư đoàn đến các phân đội, không để bị động bất ngờ. Trong đó dự kiến các tình huống sát thực tế, có nghiên cứu các hình thái tác chiến mới để sát hạch trình độ của bộ đội. Mỗi ngày nghỉ của nhân dân được bình yên, tức là bộ đội cũng có những ca trực thắng lợi. Sư đoàn cũng chủ động trong tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu trên không, mặt đất, phương án phòng chống cháy nổ, cũng như là phối hợp hiệp đồng với công an, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức các cái đoàn kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ các đơn vị, đặc biệt là những đơn vị làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu trong cái đợt sẵn sàng chiến đấu cao điểm. Trong mọi thời điểm, bộ đội phòng không luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tràn đầy tự tin và tự hào được canh giữ bình yên vùng trời của Tổ quốc.